Video được quay từ trực thăng do thị trưởng thành phố Sao Paulo Sebastião Felipe Augusto chia sẻ cho thấy hình ảnh những trận lở đất tàn khốc và những ngôi nhà bị ngập lụt dọc theo bờ biển phía đông nam của Brazil. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, kết nối lại những cộng đồng bị cô lập và dọn đường. Dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ tiếp tục ở khu vực ven biển của Sao Paulo, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, đồng thời làm tăng nguy cơ tử vong. Chính phủ liên bang đã huy động các cơ quan hỗ trợ nạn nhân, khôi phục cơ sở hạ tầng và bắt đầu công việc tái thiết. Bang Sao Paulo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 6 thành phố sau sự kiện thời tiết khắc nghiệt này.